Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn ơi. Nay mấy anh em khai trương đi săn đêm lại nha các bạn. Rồi cũng tháng mấy 2 tháng rồi. Mấy anh em cũng không có đi săn đêm. Đợt rồi YouTube quét quá các bạn ơi. Cho nên mình cũng xóa bỏ bớt những clip đi săn rắn liên quan tới rắn các bạn. Nói chung thật sự thì cũng không phải là do clip rắn mà mình bị khóa kênh các bạn ơi. Thì mấy cái mình cảm thấy mấy cái nào nguy hiểm rồi mình xóa bớt thôi, mình giảm bớt. Chứ thật sự những clip, những cái kênh mà người ta đi như kênh Săn Bắt Cần Giờ hoặc là Ngư Dân Miền Tây rồi người ta ở ngoài biển không có clip nào có con rắn nào đâu, nhưng người ta vẫn bị khóa các bạn. Tại ngay cái đợt YouTube nó quét thì ngay kênh nào thì kênh đó chịu thôi. Nhưng mà bây giờ xong một tháng thì người ta cũng mở lại cho mình nữa các bạn. Mấy anh em cũng đi săn đêm lại nhưng mà mình giảm bớt thôi các bạn. Lâu lâu mình đi làm chuyến thôi chứ mình cũng không có đi quay săn đêm bắt rắn xuyên suốt nha các bạn. Hôm nay đông ạ. Một ghe luôn nha các bạn. Thì mấy anh em đi trải nghiệm săn đêm. Trên mình được rồi, mình cũng có nghi một vài clip các bạn, cho nên là mình xóa bớt những cái clip bắt rắn với lưới rắn này kia mình cũng xóa nhiều. Mình soạn lại mình thấy cái clip nguy hiểm nhất là cái clip mà mình cảm thấy nó bị phản cảm nhất các bạn. Cái clip mà mình làm con lươn các bạn. Con lươn mình dùng thịt đó. Mấy bạn nhớ cái clip mà mẹ của Lý Thông lại làm món lươn dùng thịt đó bạn. Khi mình mặn con lươn rồi cái mình bỏ lên thớt á, mình lấy cái cây mình dằn trên đường xương sống đó bạn, mình đập á. Thì mình xem tới xem lui mình chỉ thấy cái clip đó là thấy nó phản cảm nhất thôi. Tuy là con lươn chết rồi nhưng mà mình bỏ lên thớt mình lấy cây mình đập và mình dằn đường xương sống đó cũng như mình đập đó bạn. Giờ mình thấy nó hơi phản cảm. Mình suy nghĩ là bị những cái clip đó. Cho nên mình xóa cái clip đó bỏ. Những cái clip rắn thì mình đã xóa trước các bạn, sau này mình mới lục ra thấy cái clip đó mình xóa luôn. Thì những cái kênh kia mình thấy người ta cũng không có, có kênh thì cũng bắt rắn giống mình gì cũng Trường Giang Săn Bắt này kia cũng bị. Nhưng mà các bạn thấy mấy kênh đi ngoài biển không, Ngư Dân Miền Tây cũng bị xóa đó, đó là đầu là không bao giờ có con rắn nào trong đó luôn, nhưng mà vẫn bị khóa các bạn. Do là nhà YouTube nó quét toàn bộ các bạn ơi. Nó quét bằng máy thôi, quét ngang thì ngay kênh nào thì dính kênh đó. Cái kênh Khám Phá Miền Tây của mình lúc trước cũng mình cũng đăng clip rắn, clip chuột lúc này lúc kia tùm lum á. Nhưng mà thật sự quét không ngay thì nó không có tắt kiếm tiền mình thôi. Kênh nào mà xui xui bị quét ngay thì dính thôi. Cho nên hôm nay mấy anh em đi săn đêm lại nha các bạn. Khai trương lại mà không biết sao đây, nãy giờ bơi cũng khúc rồi. Chứ mấy tháng nay cái đợt mà mình không bắt nó mình đi mình gặp liên tục luôn á. Bây giờ đi bắt không biết gặp không. Đi bắt không biết hên xui đây. Giờ mình lấy cái chữ hên đi, đừng có để bỏ đi xui đi. Mà thường thường có quế đi theo là có hả bạn ơi? Có quế đi theo là có à? Nó hơi dài đó. Lâu quế xuống làm bữa. Quế xuống là chừng có hổ hành luôn nha. Thấy có mùi rồi đó. Có mùi. Khi vậy có bài trả ra cái diễn trời rồi nó hoài. Giờ sáng mày có mùi rồi. Có mình nên chọc không đã, có quế nữa chọc mới vui các bạn. Trong nhận quế không thì tình chứ là phải cứ lây theo. Mày trước tao sau. Cái gì cũng hay con cháu mà đen. Thấy có mùi hành kiếm hoài không gan rắn hả? Để tới cục cỏ này kìa, nghe mùi hành đi hả? Tối ngày mà chơi hoài thông. Chơi hoài không ra. Anh Năm đi, mình mới nói sao anh Năm không đi xuống. Đây phát hiện em nha các bạn. Nằm sát trong lùm lú vậy.
Bự ôi bự lắm, ôi sao hồi nãy nó lú cái khúc kia ra chút xíu à. Rồi, con này bự nha các bạn. Ôi ôi. Quá thế. Vô, một em. Trốn nè. Vậy mà gì thông thấy hay ta? Mình quay mình cũng né né nha các bạn. Bạn xem thông cảm nha, mình cũng rồi đó giờ mình muốn quay cận cảnh sát các bạn xem cho nó hấp dẫn. Rồi cái này bị cái vụ này cái bây giờ sợ sợ các bạn ơi. À, quay lớt lớt ngang né né một tí xíu. Rồi vô vào đó. Em đầu tiên. Một em. Bự cái bộ nhỏ đâu, bự nè. Đây nó bự mà. Bự. Bốn em, năm em vậy là được rồi. Im đó. Cái chân đầu tiên em bự là ok à. Con đó nằm ở trong sát trong lùm đúng không? Lú ra tí xíu xíu à. Ê có cái lá một mà không thấy hay. Đường này giờ lục bờ mấy cái bình bát chặt hết trơn ha. Cái bình bát nó chặt hết rồi. Nó chuối lên quá trời. Chuối nằm. Mà chuối này lại nhiều lắm. Hai bên này mỗi lần mình bắt nhiều lắm. Phủ ở hai bên bơi đi cũng không được. Mấy tháng nay không có đi săn đêm. Mới đi chút khai trương là im rồi. Lâu rồi không bắt cũng ngứa nghè. Bình thường đi cũng gặp nó hoài. Bự không? Đây phát hiện con nữa bạn ơi. Không có nhỏ gì mấy đâu nha. Rồi ăn được rồi lụm được rồi. Xích tới mày cái thấy rõ không? Rõ. Rồi cái nằm sát bên đây luôn. Rồi nó quấn lại cục kìa. Quá. Phanh cục nữa bạn ơi. Nằm trong cái miếng lá mà. Chụp tới anh ha. Tới đứng như luôn. Thôi lượm đi. Trời, nhẹ nhàng luôn ha. Nhiều vậy. Nằm gọn cục luôn. Một em thành bao cho. Con này hơi nhỏ hơn con nãy một tí. Hơi nhỏ hơn chứ. Vô.
thấy tình hình hơi sáng sủa ha. Em đưa tới nhà luôn hả? Đưa tới nhà luôn. Ta đi ngủ mà lại tới nhà ha, kêu cửa ta. Đi thả nha. Vừa tay nhắc cộng ngò. Cái cây lý tưởng của mình nè, lý tâm ơi. Hả? Cái cây lý tưởng của mình nè. Đúng rồi, cây đó nó gắn lắm á. Cây này được rắn ở trên bay xuống rồi phải không ta? À. Ờ cây này. Cây này là bay xuống rồi, không chụp cái đuôi chụp đầu. Anh em. Cái hộp chụp này cái dưới đầu mình ngồi thôi đấy với cái gì. Coi kỹ kỹ cái này nó ăn gì. Chào quá rồi, không ăn ngon. Còn nó chiếu gió, trên gió hả? Nghe xào không sao? Cây lý tưởng không thấy hả? Ừ, có con gì nữa đó. Con chuột. Ừ, con chuột. Con chuột hả? Con chuột thì không có rắn đâu. Con chuột là không có rắn rồi. Có rắn rồi chuột nha, sao dám lên đó? Đợt trước mình đi kênh này lục bữa mà Bình Bắc bích hai bên che phủ luôn. Giờ ta chặt hết. Mới tược ngọn lên. Thấp thấp gì lại chụp tay cho nó chắc ha. Khỏi kẹp. Lu bu quá hả? Năm ngón chắc ăn hơn. Kẹp hai không bằng kẹp năm rồi. Kẹp năm chắc lội luôn. Đưa ra là lẫm, đưa ra là lẫm à. Sâu. Sâu. Đập trời ơi. Con này bắt thu đã. Để cho nó đi sâu mà nuôi. Con là nãy hai con. Đi sâu nuôi ra chừng 30 con nữa. Nó đậu phộng á. Nó kêu chi. Nuôi khi. Ếch nhảy theo cặp mé.
Đốn trong lỏng hết trơn, nó dạt, chứ nó dạt đi đâu. Phát hiện con nữa các bạn ơi. Cái đèn tự nhiên bị cái gì tối thui ta. Bơi thẳng vô chụp luôn à. Đèn chụp gì cũng hay chứ. Ba em. Cái này là quyết định của tôi nè, thả của tôi nè. Nó đen. Chụp gì cũng hay chứ, có cái gái là chụp dở. Gái bút là dở thôi. Chưa chắc dở đâu, tại chưa tới ấy thôi. Chưa tới nút hả? Chưa tới nút bạc thôi. Đèn nó vàng chứ. Đèn mình tự nhiên nó tối tối ta. Xuống đèn xuống. Không có đâu. Bị gì nó hồi sáng hồi tối cái đèn này là nó không có xuống điện, nó hết điện là nó tắt luôn rồi. Nó xuống là nó tắt cái bụp luôn rồi, chứ nó không có xuống điện mà lưu lại khúc này. Giờ trống quá, ta đốn hết kinh này mới múc lại các bạn. Đốn cây rồi mới sáng múc, mới vô múc lại. Nó phát hiện con nữa các bạn. Bự hả? Đâu tới tí xíu rồi. Rồi bự lắm rồi nha. Nằm trên cái bể chuối rồi bạn ơi. Lấy cái đèn ra quế. Trời bá lửa luôn. Trước đi. Con làm ta. Đó mày. Cái đầu đâu rồi? Chụp cái đầu đâu rồi? Nắng cái đầu rồi đó má. Dạ. Con này bự nha các bạn. Đó không? Im. Bỏ con đó vô đi. Kế bên, bên có một con nữa à. Quẹo vô chụp luôn đi đen. Hai con kế bên luôn bạn ơi. Cái đèn mình bữa nay quá à. Hai con kế bên luôn, nằm sát sát với mé không à. Hai đường này không có cây, nằm trên sậy. Bên đây đâu có cây nào cao đâu, cho nên là nó nằm sát mé. Chơi kẹp 5 ngón không. Thank you.
Nên thấy chim là nằm đá. Chim nằm đá không nè. Quá trời, cái đèn mình nó bị gì các bạn ơi. Chạm gì tới thui à. Khúc này bị lục bình quá các bạn ơi. Phải nổ máy chạy mới nổi, bơi hết nổi rồi. Lục bình nó bị chết, nó ủ đây. Ở trước quá trời luôn. Rồi cái đèn hết pin luôn rồi. Cái đèn mình đã hết điện luôn các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em bắt được 5 con rắn nè. Bây giờ chạy về luôn các bạn. Nên về tới nhà nha các bạn. Tự nhiên cái đèn mình nó bị mát gì nó chạm hết pin luôn các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em về sớm, bỏ xuống đây này. Thành quả hôm nay được 5 em. Hôm nay đó, bắn bự bự không à. Không có con nào thả gì. Con nào cũng lấy chà bá lửa không. 5 con này là trên ký. Ký mấy à các bạn ơi? Con 250 gram. Có con nhỏ mà cũng có mấy con lớn, 250-300 gram luôn. Quá trời. Lâu lâu xuất hành lại một bữa thì cũng ok nha các bạn. Nếu mà đèn mình không hết pin là mình đi nữa là có nữa các bạn ơi. Nhiều quá. Cái này mới đi đảo con vòng là 5 em rồi. Lâu lâu làm lại cũng tạm ổn nha. Còn người là biết rồi, thiếu rồi. Lâu lâu đi săn lại một bữa cũng ok. Ngon lành. Chị mấy á. Chị mấy. Ăn chịu chịu luôn à. Thôi thì, bữa đi săn đêm của mấy anh em khai trương lại bữa đầu. Cách mấy tháng rồi mới đi. Được tổng cộng 5 con nha các bạn. Cái này mình rộng lại bạn ơi. Hôm lại mai làm thì hồi chiều mấy anh em cũng có làm xương xương rồi nên tối nay đi săn để dành lại con đầu tiên bự thôi. Video đi săn đêm của mấy anh em đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bạn xem mà thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Có mấy con bự lắm á không. Ừ. Bắt sao á. Cái này chơi gì màu trắng trắng. Chơi kẹp 5 ngón không hả bạn ơi. Mấy con này bữa nay nằm dưới không. Nằm dưới không à. Gió quá gió nằm. Kẹp 5 ngón là chắc lội luôn. Đưa vô lụm đưa vô. Đưa vô quéo.